Tiến sĩ người Việt lọt top 50 phụ nữ thành đạt Hungary. Tiến sĩ Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary, vinh dự khi có mặt trong top 50 2024 do tạp chí Phụ nữ thành đạt của Hungary bình chọn. Ngoài việc vinh danh các gương mặt phụ nữ có những thành tựu và đóng góp tích cực trong số ra hàng tháng, tạp chí này mỗi năm còn phát hành kỷ yếu giới thiệu 50 gương mặt tiêu biểu của năm, bao gồm cả phụ nữ và nam giới trên cơ sở bình chọn của người đọc. Trang giới thiệu về tiến sĩ Phan Bích Thiện có tựa đề Cầu nối Đông và Tây nhằm ca ngợi những phụ nữ đóng vai trò như cây cầu nối châu Á và châu Âu. Sau khi hoàn thành tiến sĩ kinh tế tại Nga, Bích Thiện kết hôn với chồng là Thu Rupji Laklo và sinh sống ở Hungary từ năm 1998. Khi cùng chồng trở về Hungary lập nghiệp, cô bắt đầu học tiếng Hungary để hòa nhập với cuộc sống mới. Năm 2002, cô và gia đình chồng mua lại tòa lâu đài cổ Fried ở thành phố Simontandia, tỉnh Tona, cách thủ đô Budapest 120 km để kinh doanh du lịch. Dù bận bịu nuôi hai con nhỏ, cô vẫn nỗ lực điều hành, xây sửa khách sạn. Với những nỗ lực không ngừng, năm 2005, khách sạn lâu đài Fried được khánh thành và đi vào hoạt động. Hai năm trở lại đây, khách sạn lâu đài Fried luôn lọt vào top những khách sạn tốt nhất Hungary. Mới đây, công ty của Bích Thiện được tập đoàn Dream Trip của Mỹ chọn là đối tác. Không chỉ nổi tiếng tại Hungary, giờ đây khách sạn lâu đài Fried được du khách nhiều quốc gia trên thế giới đón nhận. Với tư cách chủ tịch Ủy viên quan hệ Việt Nam-Hungary, cô đã nỗ lực vận động và xây dựng tượng đài hữu nghị Việt Nam-Hungary tại khu đất thuộc nhà máy điện hạt nhân của thành phố Bắc, tỉnh Tona. Nơi đây từng có công viên Việt Nam từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Tượng đài được khánh thành vào năm 2010, đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.